Kính chào quý vị. Sau một ngày nắng mạnh, dự báo trong tối nay, toàn Nam Bộ duy trì tiết trời tạnh ráo, không khí mát mẻ, thậm chí về đêm còn hơi se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở miền Đông, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác sẽ dao động trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ C. Thành phố Cần Thơ và các nơi khác ở miền Tây thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Thời tiết đẹp để quý vị ra ngoài hòa mình vào không khí Giáng sinh đang đến rất gần. Dự báo sang ngày mai, Nam Bộ duy trì tiết trời nắng khô, nhiệt độ không quá cao do có gió đông bắc thổi liên tục. Ở miền Đông, Vũng Tàu có nhiệt độ là 27 độ C, còn thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Tây Ninh, Đồng Phú là 30 cho đến 31 độ C. Sang miền Tây, nhiệt độ các thành phố sẽ dao động trong khoảng là từ 27 cho đến 31 độ. Về chiều tối, mưa dông xảy ra cục bộ ở một số tỉnh thành. Đây là kiểu mưa rào nhẹ và dứt nhanh, ít ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động ngoài trời. Trên biển, vùng biển Cà Mau, Kiên Giang, dự báo ngày mai có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, có lúc giật cấp 6 và giật đến cấp 7 biển động. Vùng biển Bình Thuận, Cà Mau ra ngoài khơi phía tây huyện đảo Trường Sa, gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh. Còn khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc cấp 7, cấp 8, giật cấp 9 và biển động rất mạnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.